Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in tem mạo vật có thể in được cái chất liệu tem xi bạc. Thì tem xi bạc là một trong những chất liệu tem được đánh giá là khó tính hơn những cái chất liệu tem nhà thông thường. Thì tem xi bạc nó được ứng dụng khá là nhiều trong các là bao mạch hoặc là trong các linh kiện điện tử, hoặc là mình có thể in những cái thông tin giá lên những kho đi xe. Thì nó được ứng dụng nhiều ở trong cái lĩnh vực đó là điện tử. Thì bởi vì là chất liệu keo của nó tốt, đi kèm với đó là nó chịu được nhiệt nên thành ra là ứng dụng được nhiều ở trong những cái lĩnh vực đó. Hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người một dòng máy in mạo vật có model đó là Rin 412 PAI cộng, có công nghệ của Nhật Bản. Thì dòng máy này in khá là in rất là tốt trên những cái chất liệu này. Vì sao mà mình không chọn những cái dòng máy in giá rẻ hoặc là vô đến 2 triệu ở trên thị trường? Tại vì lúc in thì nó đã chịu, nó không được sắc nét, đi kèm với đó là nó dễ mờ và hoặc là file dân file. Những cái tình trạng này thì nếu mà như vậy thì nếu mình in những cái mạo vật lên đó thì trong quá trình mà scan hoặc là mình quét mạo vật thì khó để quét được, thực ra là nó ảnh hưởng tới cái công tác quản lý hoặc là xuất nhập hàng của mình. Nên thành ra để chọn được cái dòng máy in và có thể in tốt trên cái chất liệu tem xi bạc thì cũng là một vấn đề khá là quan trọng để cho mình có thể được vận hành tốt hơn. Thì bây giờ mọi người hãy cùng em khám phá chiếc máy này. Thì đây là chiếc máy in mà em muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Thì như nhìn về bên ngoài mọi người có thể thấy là chiếc máy in khá là nhỏ gọn đây, khá là nhỏ gọn nên thành ra cũng tiết kiệm được cái không gian của mình để đặt máy in. Đi kèm với đó thì nhìn bên ngoài nó khá là chắc chắn và bắt mắt nha mọi người. Thì em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong của chiếc máy nha. Đây, phía sau này là cái khu vực mà mình có thể để giấy, thì mình có thể để được cuộn giấy là tối đa là 50m ha. Đây là phía trước, đây là cùng nội in của máy nè. Em mở lên ha. Đây. Đó, nó có đèn báo động, đèn cảnh báo khi mà mình tắt vào máy. Thì đây là cái phía đầu in của nó. Đầu in của nó thì có kích thước đó là 104mm, tương đương với 4 inch. Thế tốc độ in của cái dòng máy này là 101mm trên 1 giây, khá là nhanh. Đó, này, mọi người có thể thấy đó. Cái còn dưới này là cái khoang mực. Mực thì có thể là chứa được cuộn mực là 300m nha mọi người. Đây, mọi người có thể sơ qua. Còn với cổng kết nối của dòng máy này, thì dòng máy này có cổng kết nối là USB RS232 và cổng LAN, nó có trang bị cổng LAN ha, để với điều kiện là mọi người có thể làm. Và đây em sẽ mở cho mọi người xem luôn ha. Đây. Nó có là cổng USB này, cổng RS232 này và cổng LAN. Còn đây là nguồn. Cổng LAN thì đối với trường hợp nhiều công ty mình có thể là sử dụng nhiều máy tính cùng, có thể in trên một máy in cùng một lúc, rất là tiện ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử và để cho mọi người xem về cái khả năng in của nó trong nghe không bằng một thấy ha. Thì đây là màn hình máy tính mà em đã thiết kế sẵn con tem ha. Giờ em sẽ tiến hành in để cho mọi người xem ha. Đây, số lượng in là 5 con nha. Đây mọi người thấy là em in 5 con mà tốc độ in khá là nhanh. Đấy, với lại là có thể là để mọi người xem là cái nét chữ, những cái mạo vật này, mạo vật QR này, mạo vật 1D này, những cái chữ này, chữ nhỏ là chữ in đầm, chữ nhỏ hoặc là chữ khá là nhỏ mà nó in cũng khá là nét nha mọi người. Đây, rất là sắc nét này. Đây, còn theo đó là cái độ bám của nó khá là chắc chắn nha. Em dùng móng tay em cào mà nó cũng không bị phai nha. Mọi người có thể thử dùng nước tẩm lên trà nó cũng không bị phai. Đó. Mọi người thấy không? Trà nó chỉ có bị nhăn cái giấy thôi. Còn lại thông tin về những cái mạo vật thì cũng rất là sắc nét. Em thử in thêm tiếp vài con nữa mình có thể xem đây, em in 8 con nha. Đó, in khá là nhân, mọi người có thể thấy không, 8 con khá là nhân ha. Dòng máy in này xứng đáng để cho mình có thể là đầu tư và trang bị để mình có thể là in trên được cái dòng chất liệu khá khó tính là như xi bạc này. Thì vừa rồi em đã giới thiệu với cho mọi người về một số thông số cơ bản cũng như là in test thử cho mọi người xem về khả năng in ấn của dòng máy Rin 412 PAI cộng này trên chất liệu tem xi bạc. Thì mọi người có thể thấy ha, thì để sở hữu một thiết bị chính hãng cũng như là những cái chính sách hậu mãi tốt thì mọi người có thể là liên hệ tới công ty Thế Giới Mạo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.